cha mẹ ở bệnh viện ca, chàng trai vô tình phát hiện mắc cùng loại ung thư. Tranh thủ khám tổng quát trong thời gian cha mẹ đang điều trị ung thư tuyến giáp tại bệnh viện ca, người con trai phát hiện anh cũng mắc căn bệnh này. Ngày 10 tháng 10, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ, các bác sĩ khoa ung bướu và chăm sóc giảm nhẹ đã tiếp nhận điều trị hai bệnh nhân trẻ bị ung thư tuyến giáp là người thân trong gia đình. Bệnh nhân nam mới 20 tuổi trú tại Phú Thọ, bệnh nhân này cho biết mẹ của mình đang điều trị ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Ca Hà Nội. Trong lúc đi chăm mẹ ốm, năm thanh niên cùng một người thân khác của mình tranh thủ kiểm tra sức khỏe cho yên tâm dù không có biểu hiện. Tuy nhiên cả hai người đều có u tuyến giáp, kết quả sinh thiết nghi ngờ ung thư tuyến giáp thể nhú. Ngay sau đó hai bệnh nhân này đã về quê điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Như vậy chỉ trong vòng một tháng gia đình họ có 3 người cùng phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Khi tiếp nhận hai bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn với các chuyên gia tại bệnh viện ca để đưa ra phác đồ điều trị. Sau đó hai bệnh nhân được phẫu thuật nội soi các thùy tuyến giáp qua đường tiền đình miệng kèm theo nạo vét hạch cổ trung tâm. Theo bác sĩ Đặng Thanh Hải, giám đốc bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, đối với những bệnh nhân trẻ tuổi, đây là phương pháp tối ưu nhất, tránh cho người bệnh phải mang theo vết sẹo vùng cổ suốt đời như mổ mỡ thông thường, ảnh hưởng đến tâm lý trong cuộc sống và công việc. Trong khi đó, hiệu quả điều trị vẫn tương đương, thời gian hồi phục sau mổ nhanh chóng. Sau phẫu thuật, hiện tại tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân hoàn toàn ổn định và đã được ra viện, tiếp tục theo dõi thêm tại nhà. Bác sĩ Hải khuyến cáo hiện nay tỷ lệ người dân mắc các bệnh lý về tuyến giáp tại nước ta đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Khi thấy cơ thể có những biểu hiện bất thường, cần đến bệnh viện khám sớm để điều trị kịp thời, tránh để tình trạng khối u phát triển kích thước lớn, nguy cơ xâm lấn di căn, khó khăn trong quá trình điều trị. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.